xin chào cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và mình là Quỳnh Như đây. Bây giờ mình sẽ ra vườn mình hái vài trái tắc nha mọi người. Hôm nay á mình sẽ làm cái món mùa hè đi. Trời nắng nóng quá à. Mình phải làm một cái món gỏi gì đó mình ăn cho nó giải nhiệt mùa hè nha. Mới lội xuống biển bắt mấy con bạch tuộc này lên nè mọi người ơi. Bằng sạch sẽ luôn rồi. Bây giờ mình ướp giấm nha, mình chuẩn bị đem lên luộc. Hôm nay mình sẽ làm gỏi xoài cóc non trộn với bạch tuộc. Đây là cây cóc của nhà mình, mọi người thường thấy mình đăng video lên đúng không? Quý lắm luôn á, không có dám ăn luôn á. Mà bữa nay mình thấy nó rụng rồi, cho nên là mình sẽ đi hái cây cóc khác. Mình sẽ hái cây cóc non này quá mọi người ơi. Tại vì á, mấy cái cóc kia nó già quá rồi, ăn nó sẽ không có ngon. Quên nữa, cóc mẹ mình mới xịt thuốc mà, cho nên là mình vô chòi mình tìm được nguyên một gỗ cóc với lại mấy trái xoài luôn. Là mẹ mình hái sẵn để cho mình ăn á, sợ mình xịt thuốc rồi mình hái mình ăn rồi mình ngụm. Rồi làm nước sốt trộn chung với xoài non với cóc là ăn nhất cái nách luôn, té xỉu luôn mọi người ơi. Nếu cả nhà thấy video mình hay, thú vị, hấp dẫn thì đừng quên để lại cho mình một like nha. Mãi yêu. À, mình sẽ gọt xài nha. Thời gian mà mình nấu nước sôi lên mình luộc bạch tuộc với đậy vô thì mình sẽ bào xài ra mình sắp sẵn. Đó. Lấy ghế ngồi chung. Mày làm giả đây. Trái xài xanh. Nhưng mà ở trong nó cũng vàng rồi. Dạ. Yeah. Xài này là bao chua luôn á mọi người. Ở đâu? Ê, hàm răng tới đó. Lâu lắm rồi mới ăn món bạch tuộc mà trộn xoài với cóc non lại nha. Hổm dài thấy cũng thèm thèm rồi. Bữa nay sẵn có ăn chung vô mình làm cho nó thưởng thức luôn nha mọi người. Đó, cho nó tắm suối nước nóng. Oh my god. Phải vô nước nóng nó dùng dãy ghê quá mọi người ơi. Cảm giác của nó phê hay sao. Quá ghê luôn. Trộn vô úp xuống úp ừ ừ úp vậy. Ừ úp vậy. Nó vô nó săn lại rồi kìa. Úp nhỏ. Ký vậy? 1 ký mốt. Vô. Wow. Rồi lật trở lại. Đừng teo nha ông nội. Canh chút xíu. Tiếp tục mình lục vừa tính tới là lục xuống quá là bị già quá teo. Teo già. Trời ơi, bà tuột của mình lặn dưới biển mà giờ nó teo héo. Rồi mọi người, mình phải gấp ra liền mọi người ơi. Biển này nó mặn quá. Gặp bà tuột của mình nó gặp nước sôi cái nó dúng lại vậy nè mọi người. Trời ơi. Nó ra cái nước màu đỏ rồi đó. Trời ơi. Thấy là đã chua rồi đó. Xoài nè. Đó. Miếng xoài thấy chảy miếng chưa? Chảy miếng hai tay luôn. Cái xoài mà giống trái táo, trái tròn 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 ăn sao dở ẹt rồi ta. Giờ mình sẽ phi tỏi với xả với ớt lên nha. Tỏi xả bây giờ nó thơm rồi, mình sẽ cho nước sốt vô nha mọi người. Đây, nước sốt này đây, công thức mình sẽ để trên màn hình nha. Giờ mình sẽ cho vô. Bây giờ nước sốt của mình nó sệt rồi, mình nêm rất là vừa ăn luôn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp nha. Trước cho nó nguội cái nước này. Cái này kêu mà mực hay bạch tuộc đây? Bạch tuộc. Cắt ra nha. Trời ơi kéo bén dữ. Đó. Cắt ra làm 2 làm 3 ha. Cắt từng que dễ à. Cắt 2 que. Đó vậy đó. Này chắc nó dài lắm ta. Hên xui. Đó. Đó. Có thể là cái gì vậy? Dạ mua số. Dạ mua dưới luôn.
Đủ thứ quá, phải kiếm cách có tiền lại đồ. Tiền của vợ ghê trời, không có vợ sợ cha cho đi chùa hay gì hả? Đi quay chùa luôn. Sốt Thái trộn với loại cốc non với xoài nha. Trời ơi trời, xỉu lên xỉu xuống dưới ba. À, một bột còn sống nè, nó mới giả dữ. Nóng nhỏ dữ. Chết chị em ơi. Nóng chị em ơi, nóng quá. Ôi cái kéo này sắp nó giòn ghê luôn á. Mua tóc tóc xốp nè Trung. Ừ. Thấy là chim bán 75.000 ba cái á. Mà cái này cắt cắt đồ này được chứ cắt gà được không Tài? Không, cắt gà để ví dụ mình cắt mấy cái đồ mềm mềm đồ cái này thì được chứ mà để cắt gà vô là cái kéo mình lục liền. Để cắt ba cái này nè. Để... Con này bự không biết nó chín chưa ta? Chín rồi, chín rồi, chín bóc rồi. Chứ này mà lem mà lem rồi. Hồi đó mình sợ mà không chín mình luộc quá á. Teo. Không, còn không phải kỳ đó mình mua bịch tuột khác, không phải bịch tuột. Tuột nhỏ hơn mà luộc quá còn teo, không còn thấy con bịch tuột. Rồi bên cái này bên này mới thấy thấp cái đít ra. Nó rẻ nè, có bữa nó bán tới 180, 190. Chắc mình mua mở hàng thôi tôi hả Trung. Ừ. Nhanh còn lẹ không Trung? Nhanh còn lẹ. Hai cô cháu vô mua cái trả giá cái 170.000 được không? Rồi. Lại về. Mần về liền. Các bạn con cháu nước mà nước hôm nay có ông Trung vô chơi như làm bạch tuộc sốt Thái rồi xong rồi mời cả nhà mình dùng với cô với Như Trung nha. Rồi. Mời cả nhà ăn nha, ăn đi Trung, ăn đi mẹ. Đi. Bây giờ mình làm thầm 1 2 3 vô một cái thử coi. Quệt gì miếng rớt. Bẻ miếng này. 1 2 3 vô. 1 2 3 vô. 2 3 ăn. Mời các bạn nha. Giòn nha. Trúng chưa? Rồi. Giòn chưa? Ừ. Hồi nãy có bỏ miếng giấm luôn hả? Giòn rẫm không? Dài giòn sừng sật luôn á. Thấm không? Thấm. Chấm này là không ấy chấm nè. Mưa ớt này có bỏ sữa được vô đây nữa. Mềm ngọt nước luôn á. Ừ. Mỏng nước. Ngon ha? Ừ. Không bị bở luôn á, đúng tươi luôn á. Mới. Tươi chấm. Xài chua. Kim ăn miếng chín ngọt rồi. Ăn cái sớp bạch tuộc á, nó giòn sần sật luôn á, nhai mà không nổi luôn á trời. Nhai qua ba cái bên này, ba cái bên này vậy, nuốt. Nó giòn. Ngon chứ, lâu quá không làm ăn rồi thấy ngon. Không đợi chứ. Còn phải xài hơn. Ừ. Cốc chua. Chưa thấm lắm ha, xài chưa thấm lắm. Được.
phải có chấm mới được, ăn không mới nhạt lắm. Cái này phải có dây ra sử dụng phải giấy. Uống rượu ngon dậu nè, ngày mồi dậu dài là uống rượu bia nguy hiểm lắm. Ví dụ tối thèm lại lên giường á, cái uống một cái là đi ngủ liền, rồi khỏi đi đâu hết á. Kỳ với mày. Chứ ra mình được mà công an bắt liền. Làm như công an có gắn chip cho mình thì uống bia là công an biết liền. Nó giòn quá trời luôn á. Sao không ăn tột? Ăn hết giờ rồi. Ăn đi. Xài không? Không chín hay gì? Nó chín cứng. Không chín hay gì? Không lại sao? Sao còn sống được? Cái này chỗ mà... Nhưng mà nó phải sống. Cái này nó chết rồi. Sống này mới chỗ là gần biển anh ăn mới được. Đúng rồi. Ngày đưa vô là sao sống nữa? Sống là ăn mà tuột kia kìa. Cái tua dài á. Con này ăn sống mà không nổi đâu. Con sống mà cái con cái chiếu à. Đúng rồi, cái tua nó dài á. Kêu bằng con mực á. Chứ không phải là tuột đâu. Tuột. Phải không? Còn không là sashimi. Thằng ở đâu rồi mình nói con. Ăn nguyên con sống mà vô không dám ăn. Không ngay quá thằng cổ hả? Chung 2, 3, ăn. 2, 3, vô. Vô. Giòn thân thật luôn. Nghe tư. Luôn, con nghe bà tiếng tư. Giòn á. Ngon quá. Ăn tôm bằng tăng cùng bằng đế rồi đó nha. Ngon rồi bà, nói giờ của con chưa ăn luôn. Ngon. Cô qua cái máy 3.000 cái, ủa 2 triệu 9 cái 3.000 cái. Ngon quá. Cua gần 9 triệu. Rồi tôm hùm. Có chụp hình nữa chung. Đáp đeo hình cua cho coi. Chụp không rõ. Em cua lúc mấy giờ? 12 giờ. Kiếm mấy cái nhà hàng mới có cua đế con. Tới nhà hàng thứ 3 mới có. Mẹ ăn cảm nhận mẹ ăn cua hoàng đế nè. Ngon, thịt nó tươi ngon lắm. Ngọt vô. Ngọt. Dai ngọt. Mà chiều như làm bếp ăn cua hoàng đế vậy. Để có tiền làm. Còn cái cha mẹ ăn thử coi. Con cá gì cũng 2 triệu mấy ký con. Cá mú đỏ. Mú đỏ hả? Đỏ đỏ hay gì? Ăn sống sabi. Wasabi. Rau kẹp đồ. Sashimi. Mì đó không biết nữa hỏi. Ôi dám ăn cá sống luôn. Ăn cá sống luôn. Ghê. Với tiết canh. Ôi ơi. Tôm hùm á. Tiết canh tôm hùm. Ngon không? Món bé. Tôm hùm rồi cái cắt cái ngoài ăn cua á. Cho nhiễu 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 vô. Đặt rồi cái ăn. Ngon. Dữ thiệt. Sashimi giùm ăn chứ ăn cá bóng mú. Mú. Mú ăn sashimi ngon á. Ừ. Đó. Ngon á. Cái mình thì lạng ra thịt nó trắng tươi dẻo ngon con. Mà chấm ngon, ăn ngon lắm, kẹp rau thơm đồ ăn ngon lắm. Rồi xong cái bộ xương với đầu đuôi á, nấu cháo. Ngon lắm. Mua không xong mẹ với bà hai đi ra đây gọi xong mua tôm hùm thêm cá bóng. Đồ nữa. Bóng muối đỏ là mắc hơn bóng muối kia. Bằng tôm cua luôn. Cũng 2 triệu 9 luôn. Dữ vậy ta. Đỏ mắc à. Nhớ có 2 triệu 6 mấy à. Nhà hàng mà. Chắc ta đem về đó mắc. Thường vô nhà hàng nó mắc với giá bằng nhân viên chứ vô nhà hàng nó làm. Rồi vô cao quán hải sản bình thường nó rẻ hơn. Còn rồi, mua rẻ ăn, nữa. Ăn phần bụng luôn. Ăn phần bụng xong. Chở đi kiếm khách sạn ngủ. Rồi sao không đi? Đi mấy cái khách sạn luôn. Hết phòng. Độ khuya hỏng có tiếp á. Chứ không phải làm gì khách sạn lớn mà khách sạn nào cũng hết phòng hết. Hết phòng thiệt đó, chứ khách sạn là người ta mở 24-24 mà. Ừ, 24-24 mà sao hết. Rồi 1 giờ mấy á. Ăn xong cua là 1 giờ rồi, chạy đi kiếm mấy khách sạn nó cũng 1 mấy. Rồi không có, đề về nhà cô Ly ngủ luôn. Đề về nhà nghe nhà máy nè. Về tới đây 3 mấy ngủ luôn. Ngủ luôn, sáng bà bảy còn ở dưới chơi luôn. Sáng dựng tư với cô Ly dậy khoa cà phê chú. Bà mẹ cũng có trải nghiệm được ăn tôm, cua, hoàng đế, cá bóng mú rồi. Những cái món mà sang trọng mà chú bộ. Tôm hầm, cá bóng mú.
cuồng đế. Mà Dương Tư kêu con cua vậy á, lát vô cái cũng nói con cua này, tôi nói con cua này tôi biết, nhưng mà tôi chưa ăn, cua quần đế không nội vậy. Ông kêu tên con cua gì á? Gì, cua á ca hả? Ừ, hả, kêu gì á? Kinh ráp vậy hả? Ừ, kinh ráp, quần đế. Cua kinh ráp vậy. Cua quần đế nó khác nữa. Quần đế là nó đâu cái bự. Ừ. Mấy ăn còn gì không? Bỏ để... biển. Bỏ biển ghé hơn. 12 giờ vô tới nhà hàng là sắp hết khách rồi đó. Dọn một bên dọn rửa rồi đó. Còn bên còn quán nhậu, bàn nhậu thì kêu tại mẹ kêu đồ ăn ngon quá, tao phải cái, tiếp chứ. Rồi tiếp. Tiếp tới 1 giờ. Ừ, chắc quá giờ đó, chỉ có hụ hụ thêm. Có. Mình tư có bò. Mình tư có bò cho nó. Cho mấy nhau chút gì. Ngon quá ha. Ước gì mốt con mà con cũng có tiền nhiều, con cũng mua về cho mẹ với cha ăn cho biết thử ha. Cho con mùi vị của nó thế nào chứ ở Việt Nam mình đâu có đâu. Ở Việt Nam mình đâu có nuôi cái con đó đâu. Tôm hùm ở Việt Nam mình có không? Biển Việt Nam mình có tôm hùm á. Có tôm hùm. Có. Nhưng mà không có cua đó không? Mà không biết có cá cá đâu. Có bông muối, có bông muối đỏ à. Không bỏ nó thì chưa ăn, cái muối kia ăn rồi. Muối đỏ là ở Việt Nam mình có. Nó sashimi làm sao mới ngon. Con ăn chưa? Muối hồn ăn rồi. Ngọt không mẹ? Ngọt. Là lạnh tắm vô ngọt. Ngọt. Chấm lạnh, lạnh thịt đó, lạnh lạnh dẻo dẻo ngon. Có chấm dẻo dẻo dai. Chấm wasabi gì đó. Wasabi. Wasabi đó. Với kẹp rau thơm rồi vô. Mềm giòn giòn hơn hờ tơ. Có tanh gì không? Không. Không. Không tanh. Không có nghe mùi luôn á. Không nghe biết mùi cá gì hết. Không nghe mùi tôm, mùi tôm còn nghe mùi, nó không nghe mùi. Ăn rau câu. Ừ, đúng rồi. À, mấy nói chỗ, chung mà mấy sao nó mà không nghe mùi. Nó ấy bột vừa ăn dữ lắm. Nó niêm ha. Nhúng bột thơm vừa. Mà không hấp mà là chiên hả? Ừ. Chiên bột ăn không ngon hơn. Không ngon. Chiên bột chấm với gì? Cũng cái nước tương gì nó làm hả? Á. Ừ. Ngon. Mà đều vừa ăn không chấm. Nấu cháo với nấu lẩu hả? Mịn cua thì nấu lẩu, bầu ăn với miếng miếng dòng trong á. Còn con cá thì nấu cháo. Con cá nấu cháo. À. Ngon khuya vậy mà ăn ừ. Cháo sáu mà hồi chung. Rồi mà ăn dữ à? Cháo còn dữ vậy hả? Ừ. Chung ăn cháo khuya á, ngon gì đâu á. Ấm bụng ngon. Phải vậy đợi như lên được chẹo súp như mua về như làm đãi cũng được. Đúng rồi. Mà chẹo súp phải có view nhiều người xem á thì mới có tiền. Còn chẹo súp mà không có view rồi nó cũng như cái kênh nhỏ bình thường. Giống cái gì mà lên càng lớn cao quá là nó sẽ càng bóp lại, tương tác lại vậy á. Thà nhỏ lẻ ở trong hốc trong kẹt mà view cao cũng ok. Chứ lương tháng 5 triệu chứ không biết lần nào ăn được mấy con đó. Tao cũng lương tháng chưa được 5 triệu chứ không biết lần nào. Hai cô cháu quá trời quá. Chiều nay mày trúng số giờ, rồi đó. Ừ, trúng số là ăn thả cửa. Mà trúng đặc biệt nha chứ 100 ngàn là lỗ xã hội à. Hồi nãy nó đòi trúng số đặc biệt á. Nó cưới cho tôi 7 thằng chồng. Thấy ghê chưa? Một nhốt một đêm một phòng gì tùm lum hết trơn. Ghê thiệt. Ngon không? Thôi còn chỉ nãy giờ cũng hết rồi đó nha. Ngon không? Ngon. Chỉ á. Ừ. Mực đáy đúng. Xài ngon hơn. Cốc còn ngon hơn. Là sao? Bạch tuộc cũng ngon. Ừ. Mà phải có bỏ gì ăn nó không ngán. Ăn bạch tuộc không bạch thì ngán. Phải mới ăn mấy món gỏi, mấy món nộm gì nè mới ngon. Nghiên cứu mấy món gỏi làm ăn. Giờ mà ăn lẩu là tóc mồ hôi luôn. Hồi sáng hôm qua là ngủ chung là làm món tôm sống tái chanh hay sốt thái gì á. Mà nó chắc không dám ăn đâu. Trời cái hồi sáng ngon mà. Thôi xạo xạo, nó nói chung ăn không được như ăn hết. Nói vậy á, ai dám làm. Xong rồi cái to sáng này dám ăn luôn đó. Chứ có dám ăn tôm sống. Không, hồi đó con ăn không được. Hồi đó chưa đâu, không phải không ăn được mà đó giờ chưa ăn. Mà bữa ăn thử ngon. Ừ. Tùy theo cái nước sốt làm á. Mình chậm nước sốt mình làm nó ngon là ừ. Ăn được. Chứ ăn làm nước sốt là nó không ngon á. Ăn là cái tôm nó tanh. Đúng rồi. Ăn không mà nổi.
phú ta còn ăn được kìa. Muốn ăn đòi ăn kêu nghỉ không nghỉ luôn á. Kỳ đã mua nửa ký tôm mà nó ăn 5-6 con gì rồi nó không chịu nghỉ, nó đòi ăn hoài luôn á. Rồi chiều nó ỉa nó la làng luôn. Tại ăn cái đồ sống vô cái con người mình dễ bị đi cầu lắm. Trời ơi, nãy giờ ăn rồi nói chuyện trên trời dưới biển quá trời luôn. Nói chung là món ngày hôm nay mình làm mình cảm thấy ok. Lâu lắm mà mình không làm lại, mình làm lại cũng thấy ngon. Để mình để cái công thức nước sốt cho mọi người nha. Cũng đơn giản lắm, không có gì khó hết trơn á. Thôi cái video cóc với bạch tuộc sồi rồi tới đây tạm dừng các bạn. Các bạn yêu thích cô với Như Trung có thể đăng ký cho cô với Như Trung một like nha. Đừng có động lực làm nhiều video mới nhất nữa cho các bạn xem nha. Yêu thương các bạn rất nhiều. Bye bye, bye, bye. Quên, hồi bữa trong video kia comment có ai em thích anh Trung dữ lắm á. Em nè đó mà. Có nha. Nếu mà em thích anh Trung dữ rồi nhớ để lại comment số điện thoại cho chị liên hệ đang gặp mặt nói chuyện nha. Em thích ảnh lắm mà không biết ảnh có chịu em không. Trong cái comment đó có luôn để tôi ghim lên trên video này. Con coi video đó con không biết cái video nào dưới, ở dưới con không có lập comment bình luận. Em thích anh Trung lắm mà không biết ảnh có chịu em không. Có ghi gậy rõ ràng luôn. Để ta chụp màn hình này để chút ghim vô nghe đây. Chết luôn. Nếu mọi người có thấy thì mọi người làm chứng cho mình biết nha. Trung này có người thích rồi. Tình Thúy. Đứa nào mà chọn vậy là đúng á nha. Hả? Cháu cô là thật thà lo mần ăn nha. Có nghề nghiệp ổn định nha. Không có ăn chơi bị bạ gì hết nha. Cô bảo đảm luôn.